Thời thế gian lùn là gì? Lùn là không cao đó nha. Đúng vậy. Giang, phải chăng ý em nói em gài cho mấy kèo này? Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai cánh cửa. Chân chơi sợ gì mưa rơi. Để coi nói gì nha, chắc nó đập cái máy này luôn á. Mấy khách không cần cân đo, nhìn là biết thấp nhất rồi. Cần lá cây thực phẩm tăng chiều cao. Thôi, cân em nghĩ bạn này Thuận ơi Thuận, trước khi em nhận xét em khù cái lưng xuống được không? Cho đẹp khung hình với anh Giang á. Khù lưng xuống chút xíu. Ngồi với anh Giang đừng thẳng lưng. Tỏ nha. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Anh đứng gần lại đi anh. Hả? Anh đứng gần lại đi. Không, anh vô giữa đi. Vô đi. Đó, đánh cứ vô đi. Anh ơi, anh nghĩ anh biết sao không? Sao em? Make up á, mình không thích mình chùi được. Nhưng mà mình lùn, mình muốn cao đâu có được đâu. Dạ đúng rồi. Tôi xin lỗi, anh không hiểu em Vũ à. Em lại vô tình bị chạm tới tất cả mọi người. Mới cách đây có một phút mà đã. Dài dài sợi gà, mềm thơm hương trứng. Caro sợi gà, nhà nhà đều thích. Thưa quý vị, hai nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng là gương mặt quen thuộc đã từng đến với chương trình, Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy. Dạ, vợ chồng em, chào mọi người ạ. Nghĩa ơi, con cái ai đẹp? Sát vô Nghĩa. Hả? Tại vì anh đứng dậy nè thì camera lấy hình không bị khập khiễng. Anh đứng gần lại đi anh. Hả? Anh đứng gần lại đi. Không, anh vô giữa đây. Vô đây, 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 anh cứ vô đây. Trời ơi, nè, ha, ha, nhìn đi, nè, ha. Nè, cô dâu đẹp trai, à, chú rể đẹp trai, anh ha. Anh Trường Giang với anh Thành xuống trên. Cậu dâu, không, 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 tại vì có, ở giữa có bà gì rồi không dám xuống. Ê, mà bữa nay bà Yến bà phong cách gì, giống như là có. Lolita đó. Dạ, thì mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh bây giờ của em á, nó dịu dàng hơn, nó đáng yêu hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Nhả cục xạo ra nói chuyện nè. Nhả cục xạo ra nè. Ờ, cục xạo là gì vậy anh? Trời ơi, cái này cái cục xạo đó. Bé tự biên tự diễn luôn quý vị, tự nắm tay em, tự dịu, tự quay, tự làm hết mọi thứ. Không có, tại vì lâu quá em mới gặp anh để nghĩ em vui. Đẹp nha, lâu gặp vẫn đẹp, lần nào gặp Trinh cũng đẹp hết trơn trời đó. Anh ơi, ta kế bên ta trai đẹp cao quá kìa anh Nghĩa. Ghét em, ghét nào đẹp hơn anh lắm. Sao nó đẹp dữ vậy anh? Ờ. Em cười như vậy là có ý gì hả Thành? Anh đứng kế bên em ly anh như phụ huynh nói vậy đó. Anh đứng kế bên em ly anh như phụ huynh nói vậy đó. Ủa bình thường đâu có cao dữ đó trời. Sao chuyện bữa nay nó cao dữ thần không biết. Em nói anh lời công bằng cho Thuận. Hồi nãy trong kia em khen anh quá trời luôn. Em nói hả là từ ngày mà IP Moda tài trợ cho anh Nghĩa đồ mặc lên sân khấu đẹp ơi đẹp. Em chỉ chung là thương mặt đại diện kế tiếp. Phải chăng ý em nói em gài cho mấy kèo này? Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai cái cột. Hai cái cột hả? Ừ. Cái giọng anh luôn vậy đó. Siêu mẫu sao nó cao, nó đẹp quá. Hãy cùng chào đón Hải Triều. Và BB Trần. Ha 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 ha.
Tự nhiên thấy hai em đứng kế bên, anh muốn chơi cà kheo ghê vậy đó. Cao mét mấy đi? Dạ em cao mét 81. Còn Hải Triều? 5. 1m85. Anh hiểu anh Nghĩa. Nói về diễn hài đi, lâu lâu em cũng có hóa thân thành vai nữ. Mà bình thường là mình cũng tự tin là mình hóa thân là mình cũng sang chảnh lắm, mình đúng thần rồi, thái diva lắm. Mà em cũng được ít ra được 1m71. Khi mình mang được guốc cao tấc 2 tấc mấy lên là mình đứng mình cũng giỏng giạc như hoa hậu rồi ha. Mỗi lần diễn chung vậy nhưng mà thấy mình như xì chung vậy đó, đúng không? Trời đất ơi, anh hiểu không? Mà lúc nào đóng vai mẹ tụi nó hết trơn á. Ủa mà anh nhớ là hai đứa chơi thân với Trấn Thành lắm mà sao nói xấu anh đó quá vậy? Đâu, nói đúng chứ đâu có xấu anh. Nó vậy đúng đâu rồi. Đâu, dạ. Đâu tụi em không chơi thân là tại vì anh Thành anh có nhu cầu chơi tụi em. Trời đất ơi. Em có thì em có nói. Em có nói. Yên tâm Kiều. Anh hiểu được tấm lòng của em. Dạ. Anh mới block Facebook nó rồi. Dạ. Em xuống dữ vậy đó hả Thành? Bây giờ em phải có nhu cầu đi kết bạn vậy đó Thành. Em chợt nghĩ ra một điều là ở cái vòng chọn nghệ sĩ thì hai đứa về đội Trấn Thành đi, còn hai ca sĩ về đội anh luôn. Mà cái vòng bây giờ nó về em không nhận, nó vui nè. Thôi mình là anh mà mình phải bao dung Thành ơi. Không anh, không. Không nữa. Em nếu là em cũng tức giùm cho Thành. Đi làm về khuya vẫn gọi hai em ra ăn ốc, đi làm về trễ vẫn gọi hai em ra ăn lẩu. Hai đứa nó giống như là thuốc phiện đối với Trấn Thành. Thì bây giờ là tối nào phải gặp, mà anh đi một đêm gặp mà tốn 3-4 triệu thì một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Trời ơi, đâu mà dữ vậy trời. Đâu vậy? Cái gì? 100 triệu để nuôi hai đứa trong vòng một tháng đó hả? Không phải là một mình. Để rồi bây giờ lên chương trình nó chối bỏ Trấn Thành như một người xa lạ. Cho nó, bây giờ đi, ok, I'm fine. Thì là em chọn về đội Trường Giang nè. Yếm nói Trường Giang lùn đó hả? Hỡi thế gian lùn là gì? Lùn là không cao đó nha. Đúng vậy. Em nghĩ bạn này Thuận ơi Thuận, trước khi em nhận xét em khù cái lưng xuống được không? Cho đẹp khung hình với anh Giang á. Khù lưng xuống chút xíu. Ngồi với anh Giang đừng thẳng lưng. Tỏ anh Giang. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Nhi à, dạ. Em hợp tác với ban tổ chức một tiếng em xin đi lỗi, em xin lỗi. Người ta là đội chủ nhà đó Nhi. Thì thật sự em khi em coi cô ấy á, em thấy cũng một cái phân đỏ mắc cười nữa là đi lại. Anh cũng thấy một điều mắc cười. Anh xin lỗi, ngắt lời em. Rất xin lỗi em. Sao bữa nay Quýnh cái nền trắng dữ vậy? Không, đây không. Thưa quý vị, thưa khán giả xem đài, đây không phải là make up, đây là mặt thật. Ý hả? Anh hồi nãy em mới diễn kinh kịch về á. Không có. Ủa em thấy được không, mà thực ra là em... da là da thật. Da thật do xài kem trộn rồi. Chứ không phải đánh phấn đâu. Không có da trắng thiệt nữa mà không có phải em trộn thiệt. Anh ơi, anh nghĩ anh biết sao không? Sao em? Make up á mình không thích mình chùi được, nhưng mà mình lùn mình muốn cao đâu có được đâu. Dạ đúng rồi. Tôi xin lỗi, anh không hiểu em Vũ à. Em lại vô tình đi chạm tới tất cả mọi người. Mới cách đây có một phút mà đã. Nói thiệt, trước đó một phút anh thực sự thích Vũ. Anh rất ái mộ bởi vì cái sự mà nhận định mà sâu sắc của Vũ dành cho đội Trấn Thành. Đúng không em? Tự nhiên câu sau nó giả chạc cho mặt ba anh em mình luôn. Yeah. Anh Nghĩa ơi, em muốn chứng minh một cái là em cũng thuộc trong đội này chứ không sao? Thôi đi. Hãy đi đi. Để cho anh em chúng tôi được yên. Ừ. Không, mà trong ba đứa là anh lùn nhất. Ủa Giang nói gì sai trái vậy ta? Không, em thấy ngược lại bên kia. À, Giang nói gì sai trái vậy? Mày nói cho vui mà chứ em biết em lùn. Chào Sisu Vin. Dạ. Nhóm mình là đội ba chú lùn. Mình là chùm lùn. Mình tên mẫu thủy là cao 1m78. Trời ơi, giới thiệu chiều cao luôn kìa trời. Đừng giới thiệu chiều cao, tôi không có thích. Nhưng mà tụi em thích, tại vì tụi em là ba chú lùn mà. Mình là chú lùn thứ hai đến từ đội ba chú lùn. Mình cao 1m87, mình rộng quan đại. Trời ơi. Mình là em Út, thì em Út thường là nhỏ nhất nên mình cao 1m9. Không còn gì để nói. Tôi đứng lên ghế này mới bằng mấy người đó. Rồi tới ông Hoàng Hạnh Phúc giới thiệu chiều cao đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là ông Hoàng Hạnh Phúc. Chiều cao tôi giấu. Nói ra kỳ lắm. Cho em hỏi câu được không anh? Hỏi đi. Sau chương trình mình không để cái bục để cho anh ngồi, anh cứ nhón nhón cái chân người ta. Tại vì ngồi sau dưới đây, khi cái ghế này ngồi sau vô thì ai cũng phải thục. Còn ngồi bình thường thì vậy nè. Thậm chí vậy luôn nè, thấy không? Trời ơi trời, hại tươi. Không có được. Ăn không chỉ là để no, mà ăn là còn lo cho sức khỏe. Chính vì vậy chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những món ăn hấp dẫn về màu sắc, hấp dẫn về hương vị và đầy giá trị dinh dưỡng. Sẽ cùng nhau khám phá những món ăn đó ngày hôm nay. Đó như là các bạn, họ là những người mẫu, những chương dài,
mà những người làm trong thời trang dĩ nhiên là những vấn đề đó không hợp với Trường Giang, bởi vì chân không được dài lắm. Và bây giờ chúng ta khách lý giám tiền, nghề nghiệp thiết kế thời trang, chiều cao thấp hơn vài người nhưng vẫn cao hơn một người. Chúc mừng bạn. Ủa là ai nói cao hơn người nó ai vậy? Lên lần nữa con có nói cái tên không? Dân chơi sợ gì mưa rơi. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Để coi nói gì nha, chắc tôi đập cái máy này luôn á. Quý khách không cần cân đo, nhìn là biết thấp nhất rồi. Cần lá thêm thực phẩm tăng chiều cao. Thôi, cân.